Từ vạn cổ xa xưa, dân gian ta đã lưu truyền những câu chuyện thần thoại liên quan đến thuồng luồng. Chúng được coi là những sinh vật khổng lồ và sở hữu sức mạnh vô biên. Trong văn hóa dân gian Việt Nam có rất nhiều sinh vật, quái vật nổi tiếng, nhưng trong đó không mấy loài có thể so bì với thuồng luồng về độ xa xưa cũng như danh tiếng về sức mạnh. Theo đó, người xưa mô tả thuồng luồng là loài vật khổng lồ, có sừng như rồng, có thân hình giống rắn, nhưng to hơn cả ngàn lần. Chúng sinh sống tại các vùng nước lớn, thường rình rập rồi bất ngờ nhào lên, kéo người xuống nước để ăn thịt. Từ đó, thuồng luồng trở thành nỗi ám ảnh không chỉ đối với những người đi biển, mà còn khiến nhiều người dân run lên sợ hãi mỗi khi nghe chuyện kể về chúng. Nhưng bên cạnh đó, cũng có truyền thuyết cho rằng loài quái vật này đã có linh tính, chúng sẽ chỉ làm hại kẻ ác. Còn đối với những người lương thiện, thuồng luồng sẽ dẫn đường chỉ lối đến những nơi có vàng bạc châu báu. Tại sao người dân ở khu vực Hồ Ba Bể cũng như ở Bắc Cạn nói rằng đây là cái nơi mà thuồng luồng, một cái loài thủy quái khét tiếng ở trong truyền thuyết của Việt Nam, là sinh sống ở đây? Có thể đây là một cái cửa hang hoặc là cái nơi mà nó sống ở đây luôn.